mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của truyền hình Thông Tấn. Ngay sau đây sẽ là bản tin COVID được phát sóng 20 giờ hàng ngày. Kính chào quý vị và các bạn. Nước sôi lửa bỏng là cụm từ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sử dụng để mô tả trạng thái chống dịch mà cả nước đang phải đối mặt trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là khi ngày hội toàn dân, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp đang đến rất gần. Thế nhưng trong bối cảnh đó vẫn có những người trốn khỏi khu cách ly, trốn khai báo y tế và thậm chí có cả cơ sở y tế từ chối người bệnh vì yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch COVID-19. Đây sẽ là những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin COVID-19 tối nay, với phần mở đầu là những tin tức vắn mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau một tuần được theo dõi và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng do sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, hôm nay bệnh nhân được xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định và không có biến chứng. Nữ bệnh nhân là điều dưỡng của bệnh viện, bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ nhất. Từ hôm nay, khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô được phép trở lại hoạt động bình thường sau 4 ngày cách ly. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận khám cho hai vợ chồng nguyên giám đốc Hasinko mắc COVID-19 vào ngày 12 tháng 5. Hiện các mẫu xét nghiệm trong khoa đã cho kết quả nhiều lần âm tính nên bệnh viện mở cửa trở lại đón bệnh nhân. Số ca mắc COVID-19 mới tại khu vực châu Á vẫn đang tăng mạnh, chiếm tới gần 70% số ca mắc mới theo ngày của toàn thế giới, chủ yếu tập trung tại các nước Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nepal. Trong đó, Ấn Độ vẫn là nước ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới. Trong khi đó, một số nước Đông Nam Á cũng ghi nhận từ hơn 2.000 đến hơn 5.000 ca mỗi ngày. Sau nhiều tháng áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan, ngày hôm nay các hoạt động kinh tế và xã hội tại Anh đã được mở cửa trở lại. Tại các sân bay, việc đi lại đã bắt đầu diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân vẫn cần thận trọng và nghiêm túc tuân thủ mọi quy định phòng dịch. Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc, đơn vị quản lý phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc, sau vụ việc liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Dù có đủ phương tiện quy trình cách ly phòng chống dịch, nhưng phòng khám này đã không tiếp nhận bệnh nhân cũng như không thông báo ca bệnh tới cơ quan y tế khác. Đây là bài học cho nhiều cơ sở y tế trong việc sàng lọc đón tiếp bệnh nhân tới thăm khám điều trị khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước đó, ngày 2 tháng 5, một bệnh nhân khi thấy nghi ngờ tình trạng sức khỏe đã tới phòng khám đa khoa Thủ Cúc để thăm khám. Tuy nhiên, thay vì cách ly, xử trí, cơ sở này lại hướng dẫn bệnh nhân về địa phương khai báo, khiến bệnh nhân đã đi tới rất nhiều địa điểm khác cho tới khi được phát hiện dương tính COVID-19. Ngay sau đó, phòng khám này bị tạm đình chỉ hoạt động và bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì hai hành vi không tư vấn các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh và không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Trong trường hợp có những ca có dịch tễ, có nghi ngờ thì anh phải có cái sổ cách ly tạm thời riêng để báo cho y tế dự phòng để họ thực hiện cái biện pháp tiếp theo về cái dịch chống dịch. Khi mà tới các phòng khám thì mà có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc là đau rát họng. Đấy, một trong các biểu hiện đấy cùng với cả những đi với các tỉnh khác về thì phải có báo cáo ngay với các cơ sở y tế để được như trạm y tế hoặc là trung tâm để mà có những cái biện pháp cách ly hoặc là lấy mẫu để khám xét nghiệm sàng lọc. Theo quy định về phòng chống dịch COVID-19, hiện nay tất cả các cơ sở y tế từ công lập đến tư nhân đều không được phép từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ. Các cơ sở này khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 cần phải đưa bệnh nhân vào khu cách ly riêng, tuyệt đối không được bỏ lọt ca bệnh. Về nguyên tắc của cái phòng chống dịch này chính là cái phát hiện và kịp thời ngăn chặn ngay để không tạo cái nguồn lây nó di chuyển tiếp theo. Chính vì thế là cái việc mà phát hiện và kịp thời thông báo để cách ly và xử lý kịp thời ngay thì là cái việc làm cực kỳ là cần thiết. Như vậy, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, những người đi từ vùng dịch tễ hoặc có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì cần thông báo cho trung tâm y tế địa phương để được hướng dẫn, tránh lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Đặc biệt, trong trường hợp bị bất cứ cơ sở y tế nào từ chối tiếp nhận điều trị do liên quan tới yếu tố dịch tễ, người dân có thể phản ánh tới đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội để kịp thời xử lý.
Qua sự việc vừa rồi của phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc, bên cạnh những ý kiến không đồng tình, thì hiện cũng có ý kiến cho rằng liệu có đang công bằng với y tế tư nhân hay không. Khi họ đã phải tự thu, tự chi các khoản, nên việc tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 sẽ thêm gánh nặng về chi phí, trong khi nguồn kinh phí chống dịch vốn do nhà nước cung cấp. Và nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích ở các bản tin tiếp theo. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương phải chuyển sang tiếp xúc cử tri trực tuyến. Còn tại những địa phương chưa ghi nhận ca nhiễm thì các quy định về phòng chống dịch cũng vẫn được thực hiện nghiêm túc khi vận động bầu cử. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Bản tin COVID tại tỉnh Ninh Bình. Kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế, đó là những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những cử tri và đại biểu tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại nhà văn hóa xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù trên địa bàn xã mới ghi nhận một số trường hợp F3 liên quan ca bệnh tại các tỉnh khác, nhưng không vì thế mà công tác phòng dịch bị lơ là. Về công tác phòng chống dịch của xã Như Hòa là chúng tôi rất an tâm, bởi vì khi bắt đầu vào thì chúng tôi đã được hướng dẫn cụ thể, từ là đo thân nhiệt cho đến là hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Đã tổ chức phun thuốc phòng khuẩn, tức là trước hết là trong toàn bộ hội trường và toàn bộ khuôn viên nhà văn hóa cũng như đường đi thì trước một ngày để đảm bảo chúng ta phòng chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, không chủ quan, mất cảnh giác nhưng vẫn đảm bảo cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra đúng quy định, bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, các địa phương ở Ninh Bình đã lên phương án cho từng tình huống cụ thể. Tại hội nghị vận động bầu cử như kế hoạch thì chúng tôi cũng đã phải có sự điều chỉnh, giảm số lượng người tham dự và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như là của ngân tỉnh. Điểm bầu cử là phải có cái tổ y tế để nhất là khai báo y tế, đo thân nhiệt, đảm bảo y tế nhất cho các cái điểm bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Nếu như phải cách ly, nếu như trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có phát hiện một ca dương tính thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, ví dụ như tiếp xúc qua hình thức trực tuyến. Đồng thời với đó thì chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị đều phải khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu đó là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Sau bệnh viện thì các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước với hơn 4 triệu công nhân lao động đã trở thành điểm xung yếu nhất trong mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại nhiều tỉnh thành đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Với mục tiêu không để dịch bệnh chọc thủng, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Tại doanh nghiệp này, công nhân lao động được yêu cầu đến sớm hơn 30 phút trước mỗi ca để thực hiện việc khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Trước đó tại đây đã ghi nhận một trường hợp F1 liên quan đến bệnh viện ca tại Hà Nội. Công ty cũng qua điều tra và thống kê được các đối tượng là liên quan qua tiếp xúc với người lao động. Thì công ty cũng thực hiện đúng chỉ đạo và cho nghỉ tại nhà, theo dõi tình trạng sức khỏe, khai báo y tế tại cơ sở nơi lưu trú. Trong nhà xưởng, một cán bộ y tế có trách nhiệm kiểm tra liên tục trong ngày để tránh công nhân tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phòng dịch 5K. Giờ ăn ca cũng được doanh nghiệp sắp xếp lại. 2.000 lao động làm việc ở đây được bố trí làm 3 giờ khác nhau, lệch 30 phút giữa các tổ. Giữa các bàn đều được lắp đặt vách ngăn. Nhân viên đi vào bếp thì cũng được kiểm tra nhiệt độ này, bắn rồi để báo cáo hàng ngày, cập nhật thường xuyên này. Bên phía nhà máy và công ty cũng kết hợp thì đang thực hiện cái biện pháp là đi ăn thì sẽ là xếp hàng, sau đó thì sẽ chia ca. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết chịu trách nhiệm cao nhất nếu để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Chúng tôi tuân thủ và chấp hành nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch mà chính phủ Việt Nam ban hành. 100% công nhân lao động tại doanh nghiệp trong thời điểm này, khi đi ra ngoài tỉnh đều phải có đơn khai báo và xin phép.
các chuyên gia của công ty không được đi ra khỏi Thái Nguyên và thực hiện việc ăn ở sinh hoạt ngay tại khu ký túc xá. Nếu mà phát hiện doanh nghiệp nào không thực hiện nghiêm cái việc công tác phòng dịch thì chúng tôi đã cho doanh nghiệp đó là tạm thời dừng hoạt động đến khi nào mà các anh thực hiện đầy đủ các cái biện pháp phòng chống dịch thì mới cho hoạt động trở lại. Diễn biến dịch đang ngày một phức tạp, liên tiếp các ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 khiến nhiều nhà máy bị phong tỏa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nếu không quyết liệt xây dựng kịch bản ứng phó sớm, việc bùng phát dịch lây nhiễm chéo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ hiện hữu. Như vậy là sau đợt dịch hồi tháng 1, một lần nữa thì dịch COVID-19 đã tấn công vào các khu công nghiệp. Trong bối cảnh của đại dịch, công nhân, doanh nghiệp vốn đã khó khăn thì nay lại thêm chồng chất những khó khăn. Vì vậy, bên cạnh sự quyết tâm, cách thức chống dịch hiệu quả từ chính phủ và đặc biệt là ý thức của người dân mới giúp đẩy lùi các đợt dịch, sớm trả lại cho cộng đồng những khoảnh khắc bình yên. Và bản tin COVID-19 tối nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Một lô hàng gồm 15 tấn găng tay phế thải nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam vừa được Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vào chiều nay tại cảng Cát Lái. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gồm một container do công ty trách nhiệm hữu hạn VHC Global, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai, hàng hóa gồm gần 15 tấn găng tay gia dụng bằng cao su sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện toàn bộ găng tay chứa trong container là hàng để rời, nhàu nát, mốc meo, hoen ố, không nhãn hiệu, được đóng trong hàng trăm bao tải. Nhiều khả năng đây là găng tay y tế đã qua sử dụng. Theo cơ quan chức năng, trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, việc nhập khẩu lô găng tay đã qua sử dụng như trên sẽ rất nguy hiểm vì đây là dụng cụ phòng chống dịch nên rất dễ là nguồn lây lan dịch bệnh vào trong nước nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệu tập 30 đối tượng thường xuyên tổ chức và tham gia đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Các thiếu niên này thường xuyên tụ tập vào buổi đêm, rạng sáng để lạng lách đánh võng đua xe máy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường vắng ở các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Các em chủ yếu là học sinh trung học phổ thông, học sinh các trường nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình tổ chức đua xe, đa số các trường hợp trên đều không sử dụng mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe tháo biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu. Hiện công an thành phố Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nghề mỏ vốn rất nặng nhọc và có cả những nguy hiểm tiềm ẩn. Nắm bắt được những nỗi lo này, tại các đơn vị khai thác của ngành than, lãnh đạo các đơn vị cũng như là công đoàn luôn cố gắng đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động, đồng thời luôn quan tâm và chăm lo cho đời sống những người thợ mỏ, để người lao động có thể yên tâm công tác, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quan tâm chăm sóc tới đời sống người lao động luôn là một trong những việc cần thiết tại các đơn vị hoạt động khai thác và sản xuất, nhất là đối với một ngành đặc thù như khai thác khoáng sản. Giống như các đơn vị trong tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam, đơn vị Than Mông Dương luôn dành một sự quan tâm rất lớn tới đời sống người lao động nơi đây. Tuy vất vả, khó khăn, nhưng nghề thợ mỏ cũng có mức thu nhập cao và ổn định. Tại nhiều phân xưởng của Than Mông Dương, thợ lò có mức thu nhập bình quân từ 18 tới 38 triệu đồng trên một tháng. Không chỉ có thu nhập cao và ổn định, thợ lò tại Than Mông Dương còn được hưởng nhiều đãi ngộ tương xứng với công sức bỏ ra. Công đoàn thi đã thực hiện tốt cái việc chăm lo và xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty ngày càng vững mạnh. Từ đó thì đã đáp ứng được cái việc mà cái yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của công ty. Than Mông Dương cũng rất quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của người lao động khi là đơn vị đầu tiên của ngành than thực hiện chế độ ăn tự chọn. Và đến nay sau nhiều năm, hình thức này vẫn được duy trì và thể hiện được tính hiệu quả cao. Công việc làm mỏ thì nó rất nặng nhọc và mất nhiều sức khỏe. Nên là nếu mà ăn uống mà không đủ dinh dưỡng thì nó sẽ không đảm bảo sức khỏe cho anh em công nhân làm việc. Đối với bữa ăn của công ty là như vậy là đáp ứng nói chung đủ dinh dưỡng để tôi làm việc trên một ca sản xuất. Sau những ca lao động vất vả dưới lòng đất, đa số thợ lò sẽ trở về khu chung cư của công ty để nghỉ ngơi. Đây là công trình được đầu tư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các thợ lò ngoại tỉnh.
lô nhà tập thể 9 tầng với 96 phòng khép kín được đầu tư và đi vào sử dụng năm 2017. Mỗi căn phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị. Hàng ngày mỗi ca lao động về thì mệt nhọc thì mình cảm giác về đây ở thì thật sự là rất là sạch sẽ. Công ty còn tổ chức các chuyến xe đưa đón người lao động tại nhiều khu vực của tỉnh Quảng Ninh. Việc không phải lo lắng về phương tiện đi lại cũng như quá trình di chuyển tới mỏ mỗi ngày khiến người lao động thêm yên tâm hơn. Tôi thấy từ ngày đấy đi làm và tôi cũng thấy thoải mái hơn vì trong công việc thì làm ra mệt mỏi nhưng mà lên xe thì tôi ngủ một giấc về nhà tôi cũng cảm thấy khỏe khoắn người. Nhờ chăm lo tốt đời sống người lao động, Than Mùng Dương đã từng bước tháo gỡ được nút thắt trong tuyển dụng nhân lực tại hầm lò. Chỉ tiêu tuyển dụng luôn được hoàn thành sớm và đạt chỉ tiêu trong nhiều năm gần đây. Những giải pháp thu hút và chăm lo thợ mỏ như hiện nay được xem là chìa khóa trong việc tiếp tục phát triển các hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh không chỉ tại Than Mùng Dương nói riêng mà trên toàn ngành khai thác khoáng sản nói chung.